Hallelujah! Chào mừng anh Chem đã quay trở lại với chương trình Tiếp sức mùa dịch Plus. Và như anh em biết là Sài Gòn đã được nới dần phong tỏa, hàng quán thì được cho phép bán mang đi. Nhưng mà cái tiền, tiền ship đó, tiền mang đi thì có khi đắt hơn cái tiền món hàng. Rồi thì là cho bán nhưng mà nguyên liệu để bán thì không phải là hàng thiết yếu cho nên là không thể vận chuyển liên quận được thành ra là nếu phong tỏa thì xét cho cùng cũng chỉ là cái liệu pháp tâm lý để cho bớt căng thẳng vậy thôi nói vậy chứ mà ngoài đường thì người ta cũng đẩy đi đầy ra rồi hẳn nhiên là ai cũng tới công chuyện mới đi chứ cũng không ai mà rỗi hơi đâu mà đi long nhông đúng là một cái sài gòn có thể nói là rất là năng động không biết từ cái hồi nào là hoạt động kinh doanh của sài gòn đã bắt đầu chuyển sang hoạt động theo cái kiểu mà gọi là đánh du kích rồi từ mua thức ăn cho đến mua sách giáo khoa mà cứ lén lén lúc lúc cứ giống như ma túy vậy đó, <laughs> đủ cái cách mà người ta phải xoay sở để sống và để tồn tại. Đó là những cái nhu cầu rất là chính đáng đang đặt ra trước mặt cái người ra quyết định. đã đến lúc là cần phải có những cái giải pháp phù hợp, những cái nó không chỉ đơn thuần là nhằm ăn dân mà mà còn phục hồi cái cái cái, cái sinh kế của người dân và cứu lấy cái nền kinh tế của thành phố bởi vì Sài Gòn là đóng góp tới hơn 1 phần tư ngân sách quốc gia tức là khoảng tầm 27 28 xin nhớ đến những người lãnh đạo thành phố những người mà có cái trách nhiệm ra quyết định bởi vì họ thật sự mà nói là không biết phải xử lý như nào ra quyết định để mà dập dịch được ấy thì sẽ sẽ ảnh hưởng đến kinh tế mà làm kinh tế được ấy thì sẽ ảnh hưởng tới vấn đề là dịch làm thế nào mà y tế và kinh tế đều mà ngon lành thì thật sự là dường như không có chưa có một cái người nào có cái quyết sách tối ưu xin hãy nhớ đến những bậc cầm quyền và cầu thai cho họ hỡi anh xem đằng khi chúng ta sống trong cái giai đoạn khó khăn này hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết của cái tai họa cuối cùng tức là đi vào cái chi tiết của cái bác thứ bảy cụ thể là cái án phạt dành cho babylon lớn đây là cái phần kinh thánh có thể nói là cực kỳ rối não đây ừ. nói chung là sách Khải Quyền này mà càng về cuối sách đó, là càng nặng ký tôi đã từng dạy cái... cái sách này vài lần nhưng mà rồi giờ mà chuẩn bị lại đó thì vẫn thấy có những cái chỗ nó vướng nó chưa thông nên là cái câu mà càng học càng thấy dấu đó là thực sự đúng ở trong cái trường hợp mà nghiên cứu sách Khải Quyền Trước trước khi mà xem cái phần kinh thánh ngày hôm nay tôi muốn anh chị em xem lại cái chưa câu 19 ở trong chương 16. Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon vĩ đại, tức là Babylon lớn để cho nó uống chén rượu thịnh nộ lôi đình của Ngài. Thì trước khi mà cho phạm nhân uống chén rượu thịnh nộ lôi đình của Đức Chúa Trời đó, tức là trước khi thi hành án thì người của Chúa là dân được hé lộ cho biết về thân phận của can phạm. Và khi nhận ra thân phận của can phạm ấy, là người của Chúa là có cái có thể gọi là sững sốc và sốc toàn tập. Ừ. Nên hôm nay thì cậy ơn của Chúa tôi sẽ có một số cái gợi ý để anh chị em có thể tự nhận diện cái nhân vật này. À. Chúng ta chắc là không 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 thể nào mà giải quyết dứt điểm trong cái sáng hôm nay cái phần chương 17 được đâu. À, có thể còn sang ngày ngày mai. Ừ. Bây giờ trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy có một vị đến gần mà nói với tôi rằng Lại đây ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ. Nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó và dân sự trong thế gian cũng say xưa vì rượu tà dâm của nó. Tôi được Đức Thánh Linh cảm động. Thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ đậm, đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía màu điều, trang sức những vàng bửu thạch và hột châu, tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó có ghi một tên là sự màu nhiệm. Babylon lớn là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng ghê tởm à, và đáng gớm ghê trong thế gian. Tôi thấy người đàn bà đó say quyết các thánh đồ và quyết những kẻ chết vì Đức Chúa Giêsu. Tôi thấy mà lấy làm lạ lắm, nguyên văn là vô cùng kinh ngạc đây. Chúng ta à, lướt qua à, tới câu 15. Đoạn thiên sứ lại nói với tôi rằng những dòng nước ngươi đã thấy trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. Mười cái sừng ngươi đã thấy và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột nó, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng có lòng văn để cho chúng có lòng văn làm theo ý muốn Ngài, cùng khiến chúng có chung một ý mà ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. Câu số 18. Người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian. Cái phần giữa thì có thể ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta xem nhưng mà tôi muốn anh xem xem cái chân dung hay là cái nhân thân của papillon lớn này là ai đây là cái phân đoạn kinh thánh mà khiến cho biết bao nhiêu học giả từ xưa đến nay là đau cái điền đấy <laughs> tức là điên cái đầu mặc dù là được thiên sứ giải thích cạnh kẽ rồi nhưng mà vẫn còn lắm cái chỗ nó vướng ấy, anh xem à, lắm cái chỗ nó còn tù mù lắm thấy vậy chứ mà không phải vậy Thành ra là có nhiều cái lối giải thích Nhiều cái cái luận giải về nhân thân của cái phạm nhân Babylon lớn này Người thì bảo Babylon lớn mà trong chương 17 và 18 này Đích thị là giáo hội công giáo La Mã Kẻ khác thì bảo khao Đó là một cái đế quốc sẽ được hình thành từ trên cái nền của cái đế quốc La Mã xưa và những cái người ủng hộ quan điểm này thì luôn cho rằng là Liên minh châu Âu đó, tức là EU là nó đó, Số khác thì cho rằng là Babylon lớn là một cái tổ chức tôn giáo hiệp nhất toàn cầu cái kiểu mà ecumenism đó tức là cái phong trào đại kết hay là liên tôn hay là cái hội đồng thế giới các cái giáo hội WCC đó tức là World Council of Churches cái điểm chung của các cái luận điểm này đó anh xem là tôi tạm đặt cho cái tên là giải kinh tùy thời tức là họ căn cứ trên cái tình hình thời sự hiện tại làm chuẩn để mà giải thích kinh thánh Ví dụ chẳng hạn mà trước năm 86 đó khi mà mà EU chỉ có 10 nước thành viên á thì có quan điểm là Babylon lớn là EU là luôn thắng thế vì nó phù hợp với 10 sừng. Nhưng mà từ hiện thời thì EU nó lên tới 27 thành viên rồi, cho nên cái quan điểm trên nó không có còn phù hợp nữa. Tôi và anh em cần phải nhớ rằng điều này. Kinh thánh là cái thơ tiên tri mang tính lay thế, tức là là chuyện của tương lai. Ở trong cái thời đại nạn chứ khi hội thánh thật đã được cất lên rồi chứ không phải là trong cái thời hiện tại mà 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 áp cho EU hay là CC tức là Catholic Church hay là là WCC nhân đây tôi cũng muốn nhắn gửi đến quý vị mà ham thích học hỏi nghiên cứu sách khải quyền ấy nếu quý vị thật sự muốn học hỏi nó thì mỗi lần học quý vị uh, ít nhất là phải gạt cái định kiến cái cái sự hiểu biết mà quý vị lợm lặt mà quý vị góp nhặt được ở đâu đó trước giờ đó sang một bên này, này có như vậy đó thì quý vị mới có thể suy xét cái quan điểm cái, cái, cái luận giải khác được chứ là đi ngang người khác mà cứ khư khư giữ cái quan điểm của mình là cái kiểu của tôi là năm bầu quanh đó thì nghe cho nó tốn thời giờ cho nó mất công ừ. muốn học đó là phải cởi mở muốn học đó là phải chấp nhận cái sự khác biệt à. xin xin chú cho anh chị em chúng ta đặc biệt là những anh em mà có cái lòng khao khát học hỏi đó thì phải có cái quan điểm đó tức là mình phải học biết chấp nhận cái những cái ý kiến khác biệt với mình mình tin theo hay không là cái chuyện khác nhưng mà mình phải chấp nhận cái sự khác biệt của mình mới có thể tiếp nhận được cái gì mới rồi chúng ta uh, bắt đầu ngay và luôn đó thì mình sẽ không có đề cập đến cái con thú ở đây tức là cái con thú thứ nhất hay là Antichrist ấy. mà trong phần kinh thánh này chúng ta chỉ tập trung vào phạm nhân thôi tức là cái người đang cỡ thú tức là Babylon lớn mà thôi thì trong linh giới đó <laughs> Văn nhìn thấy cái hồn cốt của một dâm nữ Mà ngược lại với dâm nữ là gì anh xem Là trinh nữ Mà trinh nữ đó ở Trong kinh thánh Thì mình biết rồi Đó là nàng dâu của Đấng Christ Là hội thánh thật Dâm nữ Babylon này Không phải là một dâm nữ thường đâu Mà là đại dâm nữ Nói theo cái ngôn ngữ của các bạn trẻ thời nay gọi là chị đại ở trong làng dâm nữ mà cái nickname mà chị Đại đó nó chưa lột tả được hết cái độ đĩ thỏa của cái tay chân này đâu Nên ở cái, nên, nên, ở cái Babylon này đó còn được trao cho cái thương hiệu là mẹ đĩ ừ. Mẹ đĩ ở đây không phải là cái cách gọi của của bà con nông thôn miền Bắc mình ngày xưa mà gọi cái Mấy cô gái trẻ mà có con đầu lòng là con gái đâu Mẹ đĩ là mẹ của mấy cô làm đĩ, làm gái mẹ dâm ấy Tức là tất cả các cô gái mẹ dâm là đều ra từ cái bà này bà Babylon này bà ấy không chỉ là mẹ mẹ của mọi gái mại dâm mà kinh thánh còn cho nó còn nói gì bà ấy còn là mẹ của mọi sự ghê tởm ở trong thế gian ở trên đất này nói cách khác là từ bà ấy mà ra mọi cái sự ghê tởm ở trên đất đó bây giờ chúng ta xem cái câu số 5 trên trán nó có ghi một tên là cái sự màu nhiệm Babylon lớn là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng ghê tởm trong thế gian cái tên ghi trên trán đó là đóng dấu đó anh chị em à, chúng ta học sách khải quyền thì chúng ta biết đầy tớ của ai cũng phải đóng dấu đó. đầy tớ của ai cũng đóng dấu trên trán đầy tớ của đức chúa trời thì chỉ đóng trên trán còn đầy tớ của con thú đó tức là antichrist đó, thì, thì có thể đóng trên trán mà cũng có thể đóng trên tay phải nữa như vậy thì cái ả này là thuộc về ai đây À, anh chị em bắt đầu à, tôi gợi ý những cái cái à, cái chứng cứ như vậy đó anh chị bắt đầu ghi nhớ rồi để xem xét thử là à, Babylon lớn này là ai tiếp theo cái từ màu nhiệm hay là quyền nhiệm mà kinh thánh đề cập đó thì như đã 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 nói ở trong cái chương 10 ngày 19 tiếp sức mùa dịch lớp này đó thì cái chữ màu nhiệm hay quyền nhiệm nó chỉ liên quan đến hai cái chủ thể thôi một là Israel hai là hội thánh vậy thì cái chị đại Cave này là là ai đây ta à, anh chị ghi cái 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 luận chứng thứ hai bây giờ mình quay sang cái chuyện dâm của cái ả babylon này theo anh chị em thì có bao giờ mà chúa đề cập đến cái chuyện tà dâm của dân ngoại không trừ đồng tính dâm của sodom với gomorrah ra thì không bao giờ chúa lên án dân ngoại về cái chuyện tà dâm anh chị em biết sao không vì tà dâm mà chúa nói đến đó, đó là cái tội thờ hình tượng mà thờ hình tượng thì đối với ngoại là mặc định rồi lên án gì nữa thế thì cái tội thờ hình tượng tức là tà dâm thuộc linh này nè chỉ có dân chúa mới phạm thôi à, anh chị em bắt đầu nhìn thấy rõ mặt dâm nữ này chưa rõ hơn một chút là đúng không à. anh em bắt đầu để ý nói. rồi bây giờ mình xem câu số 6 nha tôi đọc cả cái bản dịch cũ lẫn cái bản nhuận chánh tức là cái bản Gideon tôi thấy người đàn bà đã say huyết các thánh đồ vào huyết những kẻ chết vì đức chúa giêsu à, nguyên văn là cái chữ kẻ chết vì chúa giêsu là cái chữ tuận độ đó anh xem cái chữ tuận độ nó vừa có cái nghĩa là tuận độ mà nó vừa có cái nghĩa là nhân chứng trong nguyên văn cái bản nhuận chánh tức là cái bản Gideon thì dịch là chứng nhân đây Tôi thấy người đàn bà đó say huyết của các thánh đồ và huyết của các chứng nhân của Giêsu Khi thấy điều đó thì tôi lấy làm lạ quá đổi. Thánh đồ thường ở trong kinh thánh mà nói chữ thánh đồ đó là người Do Thái. Tức là những người tin kính, đó, người của những Do Thái. Còn chứng nhân hay tuận đạo đó là cơ đốc nhân. Nói chung hãy là thờ chúa là cái 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 ả này ghét, là Babylon lớn là ghét. Cái ả này là tìm cách làm cho chết là lấy mạng. Mà anh em biết là lấy mạng đâu nhất quán là phải bắt giết, chặt đầu hay bắn bỏ đâu. Câu số 2. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó và dân sự trong thế gian cũng say xưa vì vì rượu tà dâm của nó. Cần chi phải bắn. Cần chi phải chém, cần chi phải 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 phải, 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 phải giết. Cứ chuốt rượu tà dâm cho sai đứa đừ thì coi như là đã khai tử rồi còn gì nữa anh anh chị em có biết cái câu kinh thánh ở trong Ephesos chương 5 câu 14 không? Hãy vùng dậy từ trong đám kẻ chết thì đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Trời ơi sao nằm chung với tử thi mà không không biết. Quá chán rồi. Sỉnh quá cần câu rồi. chúng ta chúng ta xem lại cái cái chuyện này cho nó dễ hiểu ở trong Khải Quyền chương 2 câu 20 đến câu 2 ở trong hội thánh đó. Nhưng điều ta trách ngươi ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-ben. Người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tội tà dâm và ăn của cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Này ta quăng nó trên giường đau đớn và phàm cái nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn đó uống rượu tài dâm là vậy đó uống rượu tài dâm tức là ta trong cái nghĩa mà mà kinh thánh đang nói ở đây đó là nghe theo cái sự dạy dỗ của mấy ông mấy bà tiên tri tự xưng đó. nghe theo cái lời dạy dỗ đó cù rủ của mấy ông mà giáo sư giả rồi dần dần lìa xa chúa thờ hình tượng mà cứ tưởng đang thờ phượng chúa đó. anh em đã có thấy rõ thêm cái nhân dạng của mẹ đĩ Babylon này chưa rồi tiếp tục câu số 4 cái người đàn bà ấy mặc màu tía màu điều Trang sức những vàng Thạch và hột châu Tay cầm một cái chén vàng Cái mụ này là dâm loạn Là ô uế là khát máu tín đồ hết nấc Nhưng mà đó là trong cái nhìn của Chúa nha Chứ còn trong con mắt của con người đó Thì dâm nữ Babylon này là một kiều nữ Quý phái sang trọng hết nức Mặt là toàn nhung gấm thôi Kim cương hột xoàn đầy người cái cốc để uống nó không phải là 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 gốm hay là sứ như hạng bình dân mỏng vuông đâu Mà là vàng rồng nha Hấp dẫn không? Thu hút không? Đó, đâu phải tự nhiên mà các vua trong thiên hạ Cùng chơi trò xếp hình với cái Babylon mẹ đĩ này đâu Đó đâu phải tự nhiên mà mẹ được ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ đâu Tức là trên các dòng nước đó anh chị Ngay cả con thú tức là Antigrid này nè Cũng chịu để cho anh cởi trên con gì Câu số 7, câu số 8. Thiên sứ bảo tôi rằng sau ngươi lấy làm lạ. Ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự màu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó là con thú của bảy đầu và 10 sừng. Con thú người đã thấy trước có mà bây giờ không còn nữa nó sẽ từ dưới vực lên và đi và đi đến chốn hư mất. Những dân sự trên đất là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ sáng thế ký từ khi sáng thế xin lỗi thấy con thú thì đều lấy làm lạ vì nó trước có nay không có nữa mà sau sẽ hiện đến cái hình ảnh mà đại dâm phụ này hay là đại kỹ nữ Babylon cỡ trên con thú nó nói là gì ít nữa là về mặt hình thức đó. thì dâm nữ này cũng được Antichrist và cái chính thể của Antichrist tức là các vua các nước nó tôn trọng đề cao hay nói cái hình ảnh là gì được tụi nó đội trên đầu câu số 16 mười cái sừng ngươi đã thấy và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ sẽ bóc lột cho nó lõa lồ ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa tuy là về sau đó thì dâm nữ babylon bị antichrist và cái chính thể của nó thịt nhưng mà buổi đầu thì à, có vẻ là được coi trọng thật ra thì không có ai tôn trọng một cái cô gái bội bạc một cái cô gái hư cả lợi dụng thì có chứ không bao giờ có chuyện trọng dụng đâu như tôi thường hay nói là ông đàn ông nào cũng cũng thích uh, nhìn mấy cô ăn mặc sexy mát mẻ đó nhưng mà không có ông nào tôn trọng mấy cái cô ăn mặc kiểu đó hết mấy cô đừng có mặt tưởng bở nha cái câu số 18 người đàn bà ngươi đã thấy tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian nhớ rằng đây là lời tiên tri cho tương lai nha chứ không phải cho hiện tại này đâu À, hay là những gì đã từng xảy ra đâu mà ngầu nó đoán thì cái thành đó là thành nào? Anh em để ý nè, Babylon lớn này là một dâm nữ. Nó ngược lại với trinh nữ, ngược lại là với cái hình ảnh cô dâu. Vậy thì cái thành lớn hay là cái thành phố vĩ đại này là thành nào? Anh em còn nhớ ở trong chương 11 câu 8 không? Xác hai người sẽ nằm trên đại lộ của thành phố lớn gọi theo nghĩa bóng là Sodom và Ai Cập, nơi Chúa của họ đã bị đóng đinh ở trên thập tự giá. Như vậy thì Babylon lớn này hay là cái thành phố vĩ đại á, chính là Jerusalem, mà Jerusalem đó, đó là 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 dâm nữ đó, thì nó sẽ ngược lại với trinh nữ nó ngược lại với hình ảnh là hội thánh thật là cô dâu và sang chương 19 của chương 19 anh chị em sẽ thấy là có Jerusalem mới từ trên trời hiện xuống như vậy chúng ta sẽ có có một cái cặp đối xứng nè một là dâm nữ ngược với dâm nữ là trinh nữ hai là cái thành thành phố lớn là Jerusalem và ngược lại đó là Jerusalem mới Ngày hôm nay thì tôi và anh em thấy là Jerusalem không thể nào mà gọi là thành phố lớn được Nhưng mà đừng quên là cái lời tiên tri này là cho tương lai Đừng quên là lúc sẽ đến một lúc mà Antichrist sẽ lãnh đạo toàn thế giới Các vua, các nước ở dưới quyền của nó Đừng quên là có một lúc Antichrist bước vào hẳn trong đền thờ được tái lập ở tại Jerusalem Mà tự xưng mình là Đức Chúa Trời như vậy thì anh chị em bắt đầu lờ mờ đã nhận dạng ra được cái Babylon lớn này là ai chưa? Hãy dành trọn cái thời giờ ngày hôm nay để tra cứu trở lại để anh em nhận diện thử là cái dâm nữ Babylon đó là ai. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục ở trong cái phần à, khám phá ra cái nhân dạng của cái nghi phạm mà Chúa Chúa nói rằng là Ngài sẽ trút cái chén thành nộ cực kỳ lớn ở trong bây giờ cuối cùng. Chúng ta cùng đến với Chúa ở trong sự cầu nguyện. Hallelujah, Hallelujah, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì sự sâu nhiệm của lời Ngài. Thật nếu không bởi cái sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, chúng con rất là dễ lạc vào những cái tiểu tiết của bản văn hay là của nhiều cái tình hình thời sự hiện tại. Xin Chúa giúp đỡ để mỗi một chúng con có một cái nhìn đúng như những gì mà Chúa muốn chúng con nhìn thấy. Nơi hội thánh của Ngài ở trong cái giờ phút cuối cùng. Xin cho chúng con nhìn thấy cái chân dung thật của hội thánh bội đạo cho chúng con nhìn thấy chân dung thật của cái hội thánh thật là hội thánh mà Chúa trong đợi. Hội thánh mà Chúa đang qua thánh linh của Ngài chuẩn bị trước giờ mà Chúa Giêsu quan lâm để đón rước đi. Xin tỉnh thất thái thải mỗi một chúng con. Và xin soi dẫn cho anh em con trong cái ngày mới hôm nay. Đặc biệt là những anh em con có cái lòng khao khát tra cứu tìm học biết lời Chúa để anh em con nhận diện ra cái hiểm họa nó vốn đã hiển hiện ở trong hội thánh Chúa ngày hôm nay rồi xin giúp đỡ để mỗi một người trong chúng con biết cái vị thế mà Chúa chọn mình sống đời chứng nhân làm vinh danh Chúa sống thật để có thể chiếu ra ánh sáng thật từ nơi Chúa cho muôn dân ở xung quanh chúng con biết ơn ngài. Còn nhân danh Chúa Giêsu Christ cầu xin sự bình an của Chúa ở cùng với hết thảy anh chị em chúng con. Xin Chúa ban cho những người lãnh đạo của thành phố này có cái sự khôn ngoan thông sáng và có những cái quyết sách hợp tình, hợp lý và đầy hiệu quả cho cái thực trạng hiện tại này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con đón nhận mọi điều cho ban cho ngày hôm nay với lòng biết ơn. Chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.